Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đang có mặt tại Hoa Kỳ trong chuyến đi thăm khởi sự từ ngày 21 tháng 7, thể theo lời mời của Bộ Ngoại giao Mỹ. Báo chí Việt Nam loan tin này hôm thứ Năm nói rằng tại Washington, ông Phạm Quang Nghị đã gặp một số giới chức cao cấp và chính khách Mỹ, kể cả Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách chính trị Wendy Sherman, ông Thomas Shannon, cố vấn của Ngoại trưởng John Kerry, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Barack Obama Tony Blinken, quyền Chủ tịch Thượng viện Patrick Leahy và Thượng nghị sĩ John McCain. Báo chí Việt Nam tường thuật rằng, tại các cuộc gặp gỡ với các giới chức Mỹ, ông Nghị yêu cầu Hoa Kỳ mở rộng thị trường cho hàng hóa do Việt Nam sản xuất, hạ các rào cản thương mại, khuyến khích đầu tư vào Việt Nam và thừa nhận nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Phía Mỹ bày tỏ quan tâm về những căng thẳng gần đây trên Biển Đông sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền, đồng thời lặp lại lập trường của Washington muốn duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, kể cả các quyền tự do hàng hải trong Biển Đông. Chuyến Mỹ du của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, được coi là một chỉ dấu cho thấy hai nước kiệu thù đã xích lại gần nhau. Tuy nhiên, theo một học giả vẫn theo dõi sát tình hình Việt Nam, thì việc ông Phạm Quang Nghị sang thăm Hoa Kỳ cùng lúc nói lên sự hoài nghi của giới bảo thủ trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đối với thế hệ lãnh đạo trẻ hơn như Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, bị đánh giá là sẵn sàng thắt chặt quan hệ với Mỹ hơn là lớp lãnh đạo đi trước. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ về chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales nói: Ngoại trưởng Kerry đã mời ông Phạm Bình Minh. Chuyến đi đó giờ đây sẽ diễn ra vào tháng 9 này, nhưng chuyến đi đã bị hoãn lại. Lúc bấy giờ tôi không được cho biết lý do là vì nó quá nhạy cảm. Tôi đoán rằng Bộ Chính trị không tin tưởng ở một người trẻ tuổi như Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, được coi là người sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ, hơn cha của ông trước đây, một nhân vật lớn tuổi, bảo thủ hơn. Ông này được tin tưởng ở Hà Nội hơn là so với ông Phạm Bình Minh. Giáo sư Thayer cho rằng Bộ Chính trị đã nhượng bộ Trung Quốc quá mức khi không đáp ứng đúng lúc lời mời của Ngoại trưởng Mỹ. Bộ Chính trị đã tỏ ra hòa hoãn quá mức, nhượng bộ Trung Quốc đến nỗi Ngoại trưởng Phạm Bình Minh có thể gọi điện thoại nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, nhưng ông không được tới Washington. Giáo sư Thayer nói, Việt Nam sẽ thiệt thòi nếu không xích lại gần Mỹ chỉ vì quá nể nang Trung Quốc. Giáo sư Thayer. Nếu Việt Nam sợ tới mức không dám xích lại gần Mỹ chỉ vì Trung Quốc, thì Việt Nam sẽ mất cơ hội được tự do. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã rời thủ đô Washington hôm 23 tháng 7 để tới New York tiếp tục chuyến đi thăm Hoa Kỳ.